Chính phủ Liên bang Đức và công ty năng lượng Uniper đã đạt được thỏa thuận về một gói giải cứu trị giá hàng tỷ euro. Theo đó thì chính phủ Đức sẽ nắm giữ 30% cổ phần của công ty này. Công ty Uniper thì có tầm quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp năng lượng cho người dân và các doanh nghiệp ở Đức. Với việc tham gia của chính phủ Đức vào công ty Uniper, tập đoàn Fortum của Phần Lan sẽ chỉ còn nắm giữ 56% cổ phần của Uniper thay vì mức 80% như hiện nay. Chính phủ Liên bang Đức cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu công ty không thể bù đắp lợi nhuận hoạt động do phải mua khí đốt thay thế giá cao trên thị trường. Khách hàng sử dụng khí đốt sẽ phải đối mặt với việc tăng giá như một phần của gói giải cứu và một khoản phụ phí với mỗi gia đình sẽ rơi vào khoảng từ 200 đến 300 euro trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới, Uniper đã phải xin viện trợ của nhà nước trong bối cảnh công ty phải mua khí đốt đắt đỏ trên thị trường để thực hiện các hợp đồng do nguồn cung của Nga qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 ở biển Baltic bị cắt giảm. Kết quả cuộc thăm dò của Reuters công bố mới đây cho thấy, đa số chuyên gia kinh tế dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm tới đã tăng lên 40% và ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần tới để kiềm chế lạm phát. Trong cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 14 đến 20 tháng 7 của hãng tin Reuters, có 98 trong số 102 chuyên gia kinh tế dự báo Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp ngày 27 tháng 7 tới lên khoảng 2,25 đến 2,5%. Đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua là 9,1%, Fed đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994. Các chuyên gia trong cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters dự báo kinh tế Mỹ có 40% nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm tới và nguy cơ này có thể tăng lên tới 50% trong vòng 2 năm sau đó. Bộ Tài chính Malaysia cho biết nợ quốc gia của nước này hiện ở mức 235 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 63,8% GDP, bao gồm khoản vay nước ngoài và các khoản vay khác. Chính phủ Malaysia cam kết bảo đảm thanh toán các khoản lãi vay nợ đúng tiến độ. Các khoản vay trực tiếp nước ngoài của Malaysia hiện ở mức 6,6 tỷ đô la Mỹ, vẫn nằm trong mức trần nợ theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định của đạo luật các biện pháp tạm thời đối phó với dịch COVID-19, mức nợ trần của chính phủ Malaysia được phép tăng lên 65% GDP. Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một loại gen đặc biệt có trong một số cây trồng như là lúa và lúa mì, có thể cải thiện hiệu quả khả năng quang hợp và sử dụng nitơ và đồng thời thì tăng đáng kể năng suất ngũ cốc lên tới 30%. Các nhà khoa học của Viện Khoa học Cây Trồng thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã phát hiện ra rằng ngô có năng suất cao hơn nhiều so với lúa và lúa mì, chủ yếu là do các thách thức quang hợp khác nhau của chúng. Họ nghiên cứu 118 yếu tố phiên mã liên quan tới sự quang hợp ở ngô và phân tích các gen liên quan ở lúa. Cuối cùng, các nhà khoa học đã xác định được gen DREB1C đáp ứng cả hai điều kiện ánh sáng và nitơ thấp và từ đó cho rằng gen này điều phối cả quá trình quang hợp và hấp thụ nitơ. Họ tiến hành thử nghiệm trên thực địa tại ba địa điểm khác nhau, kết quả cho thấy năng suất của hai giống lúa đã tăng lên hơn 30%, thời gian sinh trưởng của chúng cũng rút ngắn lại. Trong thử nghiệm, một số giống lúa mì Gen B1C có thể tăng năng suất hơn 17% và rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 3 đến 6 ngày. Các chuyên gia đánh giá phát hiện này mang lại triển vọng phát triển các giống cây có năng suất cao hơn, hiệu quả hấp thu niter cao hơn và có thể cho thu hoạch sớm hơn.